Xin chào cả nhà nhé. Theo yêu cầu của một số bạn có nhắn tin mình bảo là anh cái quay lại cái cây hoa giấy mà hôm anh lên chậu xem nào. Cái gốc hoa giấy anh đánh ngoài vườn lên chậu xem bây giờ nó mọc như thế nào. Thì đây các bạn nhé. Đấy. Nó mọc tốt như thế này đấy. Cành rất là vươn, rất là dài, vọt rất là dài. Năm nay là thời tiết không có mưa, hạn hán này, cho nên là hoa giấy chả cần ép hoa nó cũng ra đầy hoa. Cái cây kia lứa hoa là sắp rủ rồi. Hôm nay bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt nhá. Nó tốt này rồi thôi, cắt bỏ, không để nuôi nữa. Bởi vì cũng chưa định hình được như nào, sợ nó mọc nó lung tung, bung bét ra. Bây giờ mình cắt để xem cành nào nuôi, cành nào bỏ nhá. Các bạn ngắm nhá. Đấy, chuẩn bị cắt thì nó sẽ lộ ra cái thân gốc là hôm trước vừa lên chậu đấy. Mời các bạn xem video nhá.
bạn nhé, sau một thời gian, một lúc mình tiến hành mình cắt nhé, bây giờ nó được, nó lại là hình thành cái cây kia rồi. Đấy, nhưng mà nếu mà thời tiết, nếu mà nó mà mát trời và có mưa thì mình sẽ cắt trụi nhà lá đấy để cho nó bật. Nhưng mà bởi vì là hôm nay, mấy hôm nay thời tiết quá nắng luôn, đợt này nó, năm nay nó hành kinh quá, trên đợt này nó nắng to nên mình không dám cắt, không dám cắt trụi, nếu không bấm tỉa vỏ lá đi thì đẹp. Đấy chưa, đây phần ngọn nhé, để một số lá cho nó đỡ cháy cây. Đấy, quay cái phần gốc cho các bạn xem này, phần thân gốc này. Đấy, để gốc. Đấy chưa. Đấy, cái cổ ngọn nhá. Cũng gọi là làm để chơi được các bạn ạ. Không được xuất sắc như của thợ làm thì mình cứ đẹp theo cái cách mình làm là được. Chắc phải cắt được khoảng 5-7 lần nữa thì bắt đầu may ra nó mới có hình thành được. Bây giờ mới có cắt lần đầu tiên. Lần đầu tiên lên chậu cắt nha. Đấy nhá, nay làm cái video ngắn ngắn để các bạn xem thì biết được là cái cây hoa giấy này mình lên chậu cái bữa ra xuân đấy, nay được mấy tháng thì nó đã phụt cành như này và cắt này. Đây được một đống cành dài, thấy chưa? Đấy, cắt gọn này nhìn cho nó phê. Nếu thời tiết mà mát trời mà râm mát mà có mưa thì cắt tỉa sạch lá đi thì nó sẽ bật lộc đều. Đây như thằng này, đấy, hoa. Không phải ép hoa nữa, nó tự mọc hoa nhá. Năm nay bây giờ đang vào mùa hè tháng 5 nó được 2 lượt hoa rồi. Còn cái ông này đang nuôi, ông này nuôi phải tháng 5 bắt đầu mới tính chuyện đến ra làm hoa được. Đấy, cho các bạn xem thêm này. Đấy, đây là tác phẩm. Tác phẩm này hơi bị chất, nhưng mà năm nay hạn hán quá không chăm bón được, hoa hoét nó cũng không có. Cây nó cằn, lá nó cằn, lá cằn, lá ngứa. Cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Nhớ bấm kênh, đăng ký kênh và like theo dõi mình nhá. Các bạn nào có câu hỏi nào hoặc là có bình luận gì thì cứ comment ở phần bình luận bên dưới giúp mình nhá. Mình cảm ơn rất là nhiều. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, có một mùa hè thật là thoải mái, đi du lịch nhiều nơi. Xin chào các bạn. Không mấy bữa nữa là cây hoa giấy của mình nó lại sai hoa như em này nhá. Nó lại thành tay tán là đầy hoa như em này. Đấy, em này đang bung hoa. Tím Huế trên chậu ấy các bạn, nhưng mà hoa liên tục.